đỡ. Gãy đấy, cẩn thận, anh đỡ nhá. Đây, củ cái đây, cao hơn đầu em nha. Đây, em còn phải quay lên tít trên đây. Kinh khủng không? Nguyên củ cái 2 mét nha. Anh giữ nhấc nhấc lên nhá. Để em quay cho mọi người xem tí nào. Đây. Đây. Đây nhá, không hết nhá. Đấy, một với một người một với nhá. Đấy. Rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi đầu của mài. Bây giờ anh em mình đã lên đến rừng rồi. Vừa đào, bắt đầu đào. Đây, hôm nay thì trời mưa. Trời mưa, mưa sâm tối rồi. Nhìn trong rừng nhìn toàn sương mù ấy. Đây là khóm đầu tiên. Khóm đồng mèo. Bị vòng không lấy được. Đang lớn chứ nhỉ? Đang lớn. Ăn vào trong góc trong kia, ăn vào trong mé trong kia, không lấy nổi. À, tiếp tục đào gốc thứ hai nhé. Hôm nay mình sẽ đếm xem được bao nhiêu gốc. Hôm qua thì anh em mình đào gần 20 hố nhưng mà hôm nay không biết được bao nhiêu hố đây. Đây là hố thứ hai này. Mình chuẩn bị tiếp tục hố thứ ba ở đây nhá. Đây cái dây leo ở cây vầu này. Đấy. Đây lấy củ thứ ở gốc thứ hai này. Nó toàn ăn da thôi mọi người ạ. Còn ăn da không thể đào được. Được có độ tầm 1m2 củ. Củ nó vẫn còn đang to nhá, nhưng mà vẫn còn đang lớn đây này, nhưng mà nó ăn da. Đây mọi người xem nó ăn da như thế này, nó ăn cong như này, chĩa ra ngoài này. Mặc dù đào hố rất là to rồi nhưng mà nó ăn da nhiều quá. Vừa đào hố này với hố kia nữa nhưng mà hỏng nhá, không đào được. Đào rất sâu rồi nhưng mà ken nó bé. Bây giờ tính là sang đây đào cây này nhưng mà phải đào rất là nhiều gốc tre. 5 gốc tre này mới đào được nó. Tiếp tục đào đến cây thứ ba nhá. Đáng nhẽ là 5 cây rồi, bỏ mất 2 cây. Cây này, khóm này thì 2 củ. Anh à. Chìm hót rất là hay nhá. Chìm ở trên kia. Lúc nãy nó hót mày hay cơ. Mọi người xem hố của mày đào hôm qua này. Đây kìa. Đêm qua mưa rất là to. Trong hố đầy nước. Hố rất là nhiều nước, hố nước sâu lắm. Đây. Chọc thử cho mọi người xem. Ui, không đến đáy. Cây này chọc không đến đáy. Đây từ vấu này đến xuống. Từ vấu trên này nhá.
40 phân nước. Sợ. Đây, con chim no trên cái ngọn cây. Ngọn cây sung cao cao ở trên kia. Ngọn cây sung to kìa. Hót rất là hay. Nào, đang là khóm thứ 3 nhé. Đây mình đã xả sẵn một khóm ở đây rồi. Này, cho mọi người xem. Đây, đào sẵn một hố đây rồi. Cái củ nó ở trong chỗ này. Cái củ nó trong chỗ này cơ. Đây. Đây đây đây. Củ nó đây nhá. Đây. Hôm nay anh Đào đảm bảo là chuột rút tay rồi. Ngày thứ hai bây giờ cũng mệt nhất. Này. Được. Được 700. Củ này hết đây rồi á? Đen từng ngon lắm. Từng lần nó ăn vào trong kia. Nó thế nuôi, là, thế... mỗi một giây nó nuôi đúng một củ kia thôi. Thế là có bằng này thôi à? Ừ. Củ này được khoảng 4-5 cân, 4 cân nhỉ? Ừ. Còn không? À, vẫn còn à? Củ này nó mọc hơn tận đây. Đẻ nhiều thế này làm sao mà nó chả thấy. À, vẫn còn một củ kia mà nhỉ? Hết rồi. Đây đây. Nó còn lấy được dài không hề cong queo tận đâu. Hai củ đấy. Con to phết đấy. À đâu? Ý. Cọc vào đầu. Chân à? Để nhiều nhánh quá nhỉ. Nó mắc cái bìa đá chết to. Được bằng này. Khoảng 4 cân nhỉ. Đau về. Này gốc thứ tư ở lấy. Củ đây. Củ của nó đây. Bé thôi mà tròn. Sang gốc thứ 5. Cái này củ bé lắm. Đây, 3 gốc được bằng này. Đấy, dây đây to mà. Ba con đấy bật chặt ra một này. Đây là hố thứ 6 nha mọi người nhé. Gặp đá, đào xuống gặp đá không đào nữa, không đào nổi nữa. Lấy được một ít rồi. Anh mình cầm lên trên kia rồi. Anh lên được chặt tiếp tục đào cây trên kia. Đây là hố thứ 7 nhé. Đây hố thứ 7 này. Đây là hố thứ 8 bên này. Hay là moi thêm thôi. Hố thứ 8 bên này. Dây thì rất là đẹp. Đây, 2 dây. Một khóm này 2 dây đây. Đấy. Dây rất là đẹp. Mà mỗi tội nó là thế bằng quá không đào nổi. Cái hố đen xì. Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn vì con tôi tối dạ lắm. Tôi om có nhìn thấy củ ở bên dưới đâu. To lắm. Biết là to rồi, dây cái của nó. Dây cái của nó như thế kia cơ mà. Này nó vẫn ăn thẳng tắp nữa kìa.
từ lúc em đào em đã bảo củ này cái ken của nó rất là đẹp, mà cái kiểu của nó là củ to cho nên là đào được củ của cây này đẹp lắm, nhưng mà vất vả đấy. Chiêu này là chiêu thả giếng. Các bạn có đẳng cấp. Trên đây là đỉnh đồi rồi. Đỉnh đồi cho nên là nó bằng quá. Nhưng cây này ở đây thì cũng quá là lâu năm rồi. Cũng phát một củ mà may không vậy. Cũng chỉ đào được sâu đến thế là cùng thôi. Củ này còn to lắm. Còn cứng lắm nhỉ. Vãi nhỉ. Ui. Ồ. Dã man nhỉ. Không lấy nổi, tiếc quá. Chưa lấy được đúng một màu đi chứ nhỉ. Nó đen ken ở bằng xong nó đã sâu rồi, xong bắt đầu đào ngực cắn thuổng rồi nhá. Mà mới lấy được. Lấy vẫn lấy được một đoạn nữa. Đây sao nào. Ui. Ui. Cái đoạn này mấy cân. Đây, mọi người xem cái đèn pin đi. Ui. To. Tiếc quá mọi người ạ. To hơn bắp tay của em cơ mà. Em hơn 70 cân mà em bắp to hơn bắp tay của em cơ mà. Đấy. To quá. Tiếc quá. Nó lại ăn được trong 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 cơ. Chỗ đấy. Ui nó bẹp ra rồi. Gãy. Trời quá các bạn ạ. Nó to quá cái thủng. Ui nó còn bị vỡ miếng kia nhá. Đang đào ngon chứ. Cũng đẻ nhỉ. Bắt đầu đẻ thì chưa khóm khóm này nếu chưa mà xuống còn xem nào. Mình phải cười cái này phải một cân rồi. Mình cái này phải một cân. Được rồi, thế thôi. Ừ. Cũng cười. Đi mẹ. Tốn cũng một ít. Này. Đây là hồ thứ 9. Hồ thứ 9 này. Hôm nay thì được củ cũng to phết, xuống dưới không biết thế nào, nhưng mà để ra một nhánh rồi, nhưng mà vẫn thấy còn thấy củ cái to kìa, củ cái sẽ bằng bốn ngón này, bằng bốn ngón tay này. Bẻ củ gốc thứ 10, bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi, hơn 12 giờ trưa mà thời tiết nó mát cho nên là vẫn còn đào được. Cẩn thận lấy cái chỗ cong cong phía trước, lấy bên này. Đấy. Con dao đi để luôn con này đây. Đâu, quắng cơ. Đâu, quắng biết anh để đâu. Thôi. Chưa kịp rồi. Chưa kịp. Nó thằng là nó nặng, có nó gãy. Vâng ạ. Tròn nhé.
không đẹp lắm. Không đẹp đâu. Được. Củ này tầm 4-5 cân. 5 cân nhỉ. Vẫn còn to các bạn. Đây. Đây. Củ đây. Chân dày của em to gần bằng chân của em, to gần bằng bàn chân của em nhé, to gần bằng bàn chân của em nhé. Đấy. Đây là cây hố thứ 10 nhé. Hố thứ 10 này thì hy vọng cho điểm 10. Đây là dây của nó. Dây rất to. Đây là dây đời ông này. Đấy, đây là dây đời bố nó này. Và đây là đời nó. nhìn thấy củ cũng thấy được đấy mà. Chưa biết xuống dưới thế nào. Này, khóm thứ 10 đúng 10 điểm thật nhá. Đây là củ này không này. Củ này. Đấy. Đấy, nó dài như thế cơ mà. Anh cầm kéo anh dựng nó lên nào. Đấy. Cao hơn đầu người. Đấy. Hố thứ 11 được củ này. Củ này bé này. Củ này không ăn thua mấy. Xem bằng không bằng 1/3 củ kia. Củ to như này mà. Khóm thứ 12 kia mà khóm thứ 12 kém. Từ cái băng này thất bại. Cây thứ 13 đây nhá. Củ đây. Xấu quá. Không lấy nổi. 13 khóm rồi. Cây thứ 14 các bạn ạ. Chắc là hết khóm này. Anh em về. Nó ở đây nhưng mà phải cuốc từ tận dưới kia lên. Cuốc cả tận dưới kia lên. Đây là em đứng ở trên cao quay xuống nhé. Đứng ở thấp quay này. Đây. Lỗ nó tít trên kia cơ. Nhưng mà phải đào tận dưới này lên. Dây này đúng là dây đại cụ nha mọi người nha này. Đấy, dây to. Ây da, ui da, kiến cắn. Kiến cắn này. Ôi nhiều cân bóng quá. Lưu. Đào tít tít chân. Ngoài kia mà nó vào tận chỗ này. Kia. Nguyên tả ly bây giờ cao hơn đầu rồi nhá. Nguyên đào bằng cuốc. Tả ly đã cao hơn đầu rồi này. Đấy. Anh em cao 1m72-1m73 mà ngập đầu rồi. Đấy, nguyên đào bằng cuốc, vẫn còn đào bằng cuốc nữa nhá. Còn chưa phải dùng đến thuồng. Tả ly. Đây, mọi người nhìn thấy đống đất này. Có ghê lắm không? Xả cho này ra. Đấy. Đấy. Anh thử đứng lên nào. Xem bằng đầu chưa? Ui, trời ơi. Cao ngập đầu rồi. Đây. Đây là nguyên củ con nhá. 4 củ con này. 4 củ con ra đây này. Còn củ cái ở trong mé kia chưa đào kìa. Đấy. Củ cái chưa đào. Mệt quá các bạn ạ.
sâu quá rồi mọi người ạ. Khả năng là lấy thôi. Lấy củ con trước. Một củ con này, một củ con này của nó bằng bằng cái củ cái lúc nãy em đào ở trên kia ấy. Đấy. Hay là còn nhánh đi đâu? Cậy ở bên trong mé trong. Ở trong này nó có một củ đấy nữa cơ. Nó phải ở đây nó nữa cơ. Ôi. Này, củ con này. Củ con bằng củ cái trên kia. Vót một cái que để đấy. Đành phải bẻ thôi các bác ạ. Mệt quá. Run hết chân tay. Chỗ đấy hạn chế gãy. Xỉa tiếp. Đất nào củ con. Nguyên ở trên kia củ con kìa. Đấy, nguyên củ con đấy nha các bác nhé. Chéo sang. Nếu con mũi này tớ bực. Vụn quá thì thôi củ con. Không ấy nó không bẻ được củ cái ra. Vụn. Đây nguyên củ con đồ bằng này nhá mọi người nhá. Nguyên củ con đồ đống củ này. Lỗ thì sâu lắm. Còn củ cái kia. Còn củ cái đây. Quay từ trên này xuống rất. Nhìn rất bình thường xuống rồi mới biết. Đây nha mọi người nhá. Một cây đấy đúng một túi kia. Anh xách thử các bạn bao nhiêu cân. Một yến. 10 cân. Một yến. Một cây được một yến. Giờ này cũng mệt lắm rồi. Anh em bọn em cũng thu xếp đồ về đây. Đây một quả này được một đeo kìa. Anh em đeo trước. Đấy. Em không theo kịp mà. Mệt quá.